Xin chào tất cả các độc giả của HBR. Mình tên là Lê Trùng Dương và hiện tại mình đang là CEO của công ty xuất nhập khẩu Celia. Và công ty mình chuyên cung cấp những cái sản phẩm làm đẹp ra ngoài thị trường. Và mình đã hoạt động trong cái lĩnh vực này được 6 năm rồi. Thật ra phải mất một khoảng thời gian dài là bản thân Dương là một người mà xây dựng doanh nghiệp dựa theo bản năng của mình. Mọi người cũng được biết là khi mà làm cái gì mà theo bản năng ấy thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có thể làm tốt được. Và mọi thứ nó bắt đầu nó sẽ có những cái vấn đề xảy ra. Và qua đó là cái năm 2020 mọi người cũng biết là năm dịch bệnh này nó rất là nhiều. Cho nên khủng hoảng nó đến là chuyện không thể lường trước được. Qua đó thì Dương cũng là cố gắng dành thời gian để bắt đầu đi cải thiện và nhìn nhận lại cái vấn đề, thì mình cảm thấy là mình bị thiếu sót rất nhiều thứ. Tuyển dụng nhân sự rất là khó, hay là hệ thống nhân sự nó không có được diễn ra như ý mình muốn. Và một cái vấn đề nữa đó chính là vấn đề về marketing. Và thậm chí là nếu một doanh nghiệp mà chúng ta không marketing ổn thì rất là dễ đi vào lối mòn. Và thậm chí là chúng ta sẽ không nhìn thấy tầm nhìn của chúng ta, là chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ đi về đâu trong tương lai cả. Hai ngày hôm nay đã học được những cái thứ rất là tuyệt vời liên quan đến nhất là mô hình Canvas. Một cái điều mà mình cảm thấy rất là mình đã bỏ sót rất lâu rồi. Đáng lẽ là mình phải biết cái này sớm hơn để mình có thể vận hành doanh nghiệp, cũng giống như là tìm ra cho mình những cái sản phẩm chất lượng và hiểu được khách hàng của mình nhiều hơn. Và đây là một cái điều rất là tuyệt vời để mình có thể ứng dụng cho những cái sản phẩm trong tương lai của mình. Và qua ngày hôm nay cũng có thêm một cái những cái kiến thức rất là đặc biệt, cũng như là về chiến lược, cũng như là cách để mà mình làm sao để cho doanh nghiệp mình phát triển thôi. Ở HBR thì mình sẽ cảm thấy rằng cái không gian học tập rất là ấm áp và mọi người rất là gần gũi với nhau. Và thầy Dũng là một người rất là tuyệt vời mà mình cảm thấy rằng có thể học hỏi được rất nhiều ở người thầy này, những cái kiến thức mà mình nghĩ rằng ở ngoài kia rất là khó tìm được một ai đó để mà mình có thể học được những kiến thức này. Và mình nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại cái môi trường này trong thời gian sớm nhất.